Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh chuyên bán xe điện cũ của Xe Điện Cố Nhập. Và hôm nay shop xin giới thiệu đến mọi người một loạt xe vừa về tại shop. Xin giới thiệu mọi người, hôm nay đó là thứ bảy ngày 30 tháng 5 năm 2020. Shop về rất nhiều xe điện cũ và xe điện mới để phục vụ mọi người vào mùa vụ năm 2020 này. Nên mọi người đừng quên đăng ký kênh YouTube của Xe Điện Cố Nhập và bật chuông thông báo để nhận được thông tin sớm nhất về những chiếc xe điện vừa về tại shop. Thì hiện tại đây là shop đang quay về những dòng xe điện cũ, còn đây là dòng xe điện mới. Thì ở bên shop phía đằng bên kia, lát nữa shop sẽ quay về phần bên đó cho mọi người xem. Và đây là shop xe điện cũ nhập đây. Hôm nay shop về được rất nhiều xe để giới thiệu đến cho mọi người đang theo dõi trên YouTube của shop nhé. Thì đầu tiên đó là chiếc xe Kugo của Jibao màu xám. Đấy, chiếc xe này hiện tại đang được rất nhiều bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc yêu thích vì cái dáng vẻ rất là đẹp và cá tính, dành cho cả nam lẫn nữ, đi đều rất là đẹp, rất là ok. Cộng vào đó là chất lượng và tốc độ của chiếc xe này tạo lên cho nó một cái đẳng cấp mà mọi người ai cũng yêu thích, đó là chiếc xe Kugo. Chiếc xe này shop đang bán với giá trên 8 triệu đồng. Mọi người inbox để nhận được những thông tin và giá cả chính xác nhất. Chiếc xe thứ hai đó là dòng xe của Vespa, cũng hàng của Jibao, cùng một nhà máy sản xuất. Thì chiếc xe này là đời cuối 2018, đầu 2019 trở lên. Đó là Vespa Tesla. Đấy. Chiếc xe này thì bán trên 7 triệu đồng. Còn cái giá cụ thể thì mọi người cứ inbox, shop sẽ báo chi tiết và cụ thể cũng như tình trạng của xe để cho mọi người được nhận được thông tin chính xác nhất. Thì bên cạnh đó là dòng xe của Vega. Đợt xe này thì cũng là dòng xe đời cao, càng ốp nguyên khối và đồng hồ điện tử, xe còn rất là mới. Chiếc xe này cũng bán trên 8 triệu đồng nhé mọi người. Bên cạnh dòng xe Vega thì là dòng xe của Roma S đây. Roma S thì là dòng xe này ở trong phân khúc từ những năm 2017. Đấy. Bên cạnh Roma S thì là hai chiếc xe của Jibao màu xanh ngọc. Một chiếc thì đời 2017 và một chiếc đời 2018-19. Mọi người có thể nhìn quan sát chi tiết thì có thể nhận ra được sự khác biệt giữa hai con chiếc xe này. Cùng công ty, cùng hãng nhưng mà khác về đời nhé. Xe này là dòng Tesla này. Đó, logo khác này. Đây là dòng Jibao thường đời đầu. Đấy, logo rất là khác. Hai chiếc xe này, một chiếc là trên 7 triệu đồng và một chiếc trên 8 triệu đồng. Xe này còn rất là chất. Và bên cạnh đó là chiếc xe của xe của Dương Tiến Phát, cũng là đời cao này, đồng hồ điện tử. Thì cũng nói luôn mọi người là shop bán xe điện cũ thì là có ship toàn quốc và giao xe toàn tỉnh Thái Bình miễn phí. Đối với những khách mà mua toàn quốc thì cái khách chỉ cần đặt cọc và trả tiền cho nhà xe. Khách xa thì là cước xe thì sẽ được tính theo giá cước của nhà xe. Nếu mọi người đặt hàng thì hãy liên hệ trực tiếp với shop theo số điện thoại 0981 077781. Thì ngoài những cái dòng xe điện cũ thì shop còn bán rất là nhiều xe điện mới. Đó. Thì bây giờ shop sẽ sang bên phần xe điện mới. Toàn là hàng nhập khẩu hết. Đây là shop xe điện mới. Mình đang để xe phía bên này. Thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Đây là những chiếc xe Zalia, xe điện thông minh hàng đầu thế giới nhé, đã cập bến tại shop. Đấy. Những chiếc Zalia hàng đầu thế giới đã có mặt tại tại shop. Thì bây giờ thì hôm nay shop tiện quay luôn về phần phía đằng sau cho mọi người xem. Thì trước giờ shop cũng chưa
quay phía sau, đây là chiếc X-Men với hình dáng rất là thể thao, rất đẹp. Xe mới và xe cũ thì shop đều ship toàn quốc. Mọi người mua thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0981 077781 nhé. Bây giờ shop xin chào và hẹn gặp lại mọi người.